Để in đơn đặt hàng, click chọn đơn đặt hàng cần in, click vào nút in. Tại đây anh chị có thể thấy phần mềm đã tự fill các thông tin liên quan tới đơn đặt hàng vào cho anh chị, như là chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, tên thông tin khách hàng, sản phẩm mà khách hàng order. Anh chị có thể click vào nút in này để in trực tiếp từ trên hệ thống phần mềm sẽ được kết nối với máy in của bên anh chị, hoặc anh chị có thể click vào đây để xuất file ra dạng PDF hoặc là Excel. Trong trường hợp mà anh chị cần ký tá hoặc là gửi file đơn đặt hàng cho khách hàng xác nhận lại một lần nữa. Ngoài ra, để xuất Excel danh sách đơn đặt hàng, click chọn vào đây, sau đó anh chị nhấn nút xuất Excel thì phần mềm sẽ xuất ra toàn bộ danh sách Excel được hiển thị trên lưới. Anh chị lưu ý nhớ chọn folder và tên file mà anh chị cần lưu, sau đó nhấn nút save. Để được hỗ trợ thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với website azshop.vn hoặc hotline 0934 457 589.